Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Tải. Thì hôm nay em xin tiếp tục giới thiệu đến quý khách hàng một sản phẩm của dòng xe Sangman M3000. Thì trước mắt quý vị và các bạn đây, đó là cái mặt đồng hồ Tablo. Hàng mới 100%, nhập khẩu nhà máy. Đây là mã của sản phẩm này. Rắc cắm phía sau. Hoàn toàn là nguyên zin trên xe Sangman M3000. Dòng Sangman M3000 thì có nhiều mã, nếu quý hàng có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy chụp mã qua cho em. Ngoài ra bên em có mã khác này. Bên em nhập khẩu về rất là nhiều các sản phẩm phụ tùng của xe Sangman M3000, như các phụ tùng thân vỏ như mặt nạ này, cản trước, gương chiếu hậu, đèn pha, về trước, về sau, ốp bậc lên xuống, vân vân, rất là nhiều. Bên em cung cấp đầy đủ các phụ tùng dòng xe Sangman M3000. Ngoài ra bên em còn nhập khẩu về cabin, cabin mộc và cabin tổng thành của xe Sangman M3000 tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh và tại Long Biên Hà Nội. Bên em có sẵn hai cơ sở để phục vụ quý khách hàng. Quý khách hàng có thể đến kho trực tiếp xem các sản phẩm hoặc là có thể đặt hàng qua số điện thoại của em là 0962 820 686. Nếu quý hàng có nhu cầu về sản phẩm thì có thể liên hệ cho em. Em xin kết thúc video tại đây. Xin trân trọng cảm ơn.